Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay giới thiệu với các bạn một mẫu bao da Sundo dành cho từ iPhone 11, dòng 11 và dòng 12 các bạn nhé. Trên tay mình đang có hai mẫu của 12 Pro Max và 11 Pro. Hôm nay mình sẽ mở hộp giới thiệu với các bạn mẫu của hai màu là màu đen và màu nâu các bạn nhé. Đó, hai màu hãng Sundo. Sundo là một thương hiệu của Trung Quốc các bạn ạ. Chất lượng da rất là xịn. Đấy ạ, mẫu bao da này, mẫu bao da gập. Hôm nay mình sẽ mở hộp để các bạn cùng theo dõi sản phẩm của chúng ta. Hộp này rất là chắc các bạn. Đấy ạ. Trên này có một lớp keo dán. Đây rồi, mình đã mở ra rồi. Đó, bỏ yếp vỏ này ra. Thì nhìn rất rõ cái lớp da các bạn nhé. Đây ạ. Mình sẽ review chi tiết với các bạn. Đây ạ, các bạn nhìn thấy rõ không? Chất liệu da rất là đẹp luôn, thoải mái luôn các bạn nhé. Đường may mũi chỉ rất là tinh tế, chuẩn từng mm các bạn nhé. Trước mặt là lỗ loa đấy ạ, loa trước. Phía bên dưới này thì cổng sạc, cái lỗ loa, lỗ mic rất là tỉ mỉ luôn. Đây là nguồn dây đeo, phím nguồn. Đấy ạ. Với một chiếc bao da gấp có khay để ví của dòng 11 các bạn nhé, thì bên trong của chúng ta như này. Đây là sản phẩm màu nâu bên trong đấy ạ. Tất cả được bọc da hai mặt các bạn ạ. Các bạn nhìn rõ rất là xịn đấy ạ, da đây. Chất liệu khung ốp của nó thì để ốp vào máy thì là viền dẻo các bạn ạ, viền dẻo màu, phím bấm rất là dễ. Đây ạ, có khe để nhét tiền này, thẻ này, đó, thẻ ATM này, tiền này, nhét được nhiều phết. Đấy, màu mè thì đẹp các bạn nhé, phía góc này thì được cắt bo, phía góc này được cắt bo để cho nó có độ bo tròn hai bên cạnh khi chúng ta đút vào túi rất là dễ với dòng iPhone 11 Pro. Hiện tại sản phẩm này có đủ màu các bạn nhé. Màu nâu, màu đen, màu xanh cho iPhone 11, 11 Pro Max và 11 Pro. Đó. Tiếp theo, mình giới thiệu với các bạn mẫu này là mẫu của 12 Pro Max các bạn nhé. 12 Pro Max thì cũng giống như con 11 kia thôi, nhưng mà kích cỡ của nó to hơn. Đấy. Màu đen. Màu đen thực sự là khi lên ảnh thì nhìn là không được đẹp như màu nâu, nhưng mà ngoài đời nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Đen này không bám bẩn chất da đây ạ, các bạn có thể thấy tay cào luôn, chỉ cần lau đi cái đã không còn gì rồi. Đó, người ta rất là tốt. Phía bên trong đây, bên trong thì cũng như những dòng của máy khác thì đều được in chữ và hãng ở trên này. Lỗ loa đây ạ. Chất da rất là mềm các bạn nhé. Lưu ý là da rất là mềm, cực kỳ mềm. Chúng ta có thể cầm rất là mềm như này để gập vào máy, cầm như một ví tiền luôn các bạn. Đây là cụm camera của con 12 Pro Max. Sản phẩm này bên trong cũng được làm bằng silicon, viền vuông các bạn nhé. Đó, viền vuông rất là đẹp luôn, cực đẹp. Chất liệu đây, cái bao da này có ưu điểm là như này các bạn, khi chúng ta lắp máy vào có thể dựng được như này. Đó, dựng để xem phim rất là tiện. Đây là khi mình đang lắp ở trên trạng thái là không có máy các bạn, thì nó còn mới thì nó rất là đàn hồi, nhưng mà khi có máy vào thì nó thì thành nếp ở đây. Họ đã làm sẵn một cái nếp ở đây để chúng ta gấp lại rất là tiện. Lắp cái máy vào nó nặng thì nó sẽ như này, đứng như này, chúng ta xem phim, chơi game rất là tiện. Hiện tại sản phẩm đang bán trên Shopee, mình bán với giá trên 100.000. Các bạn vui lòng truy cập xuống phần mô tả của video sẽ có link đặt hàng trên Shopee các bạn nhé. Đây ạ, hiện có 3 màu nhưng mà hôm nay mình review đến các bạn hai màu trước là màu nâu da bò và màu đen, còn có màu xanh đen các bạn nhé. Bên mình hiện cung cấp cho tất cả các đời máy từ iPhone 11 trở lên.
và rất nhiều mẫu các mẫu bao da khác, kính cường lực full màn, kính cường lực thường, các hãng kính cường lực như Nikin hoặc là Basu đầy đủ hết ạ. Kính có iPad, máy tính bảng, vân vân, các loại máy, pin cáp sạc tai nghe đủ cả các bạn. Dán camera, đấy, quên. Hiện là với cái dòng ốp này thì bao da này thì chúng ta có thể lắp được cái dán camera, dán chùm lên. Đây, ví dụ như mình sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu như trên tay mình đây. Đây là mẫu đính đá các bạn nhé. Đó, mình sẽ bỏ ra để review với các bạn trước. Đính đá có rất là nhiều màu, màu cực kỳ đẹp luôn. Đây, đây là màu vàng các bạn ạ. Mình sẽ bỏ ra để cho các bạn nhìn được dễ hơn. Đây ạ. Với dòng này là mẫu của con 11, dòng 11 và 12 Pro. Khi chúng ta nắp vào đây, dán vào máy thì nó sẽ lên màu như này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn không? Cực kỳ là đẹp, nắp 3 mắt ở đây. Đó. Kể cả như 12 cũng có mắt của 12 các bạn nhé. Dòng 12 thì mắt to hơn đây ạ. Mắt của 12 đây. Đó, mình sẽ mở hộp để ra để các bạn cùng xem màu sắc. Hiện tại với dòng dán này thì bên mình đang có của các dòng từ iPhone 11 đổ lên các bạn, và có đủ màu các bạn nhé. Đây ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Rất là dễ, khi chúng ta dán chỉ cần lặt cái miếng này ra là dán luôn. Lau sạch mắt camera và dán luôn. Đây là màu đỏ các bạn ạ. Hiện tại bên mình có màu đỏ, vàng, trắng, xanh này, đen các bạn nhé. Đấy, có đủ các màu. Đính đá này, có nhiều mẫu khác nữa. Các bạn cứ truy cập vào Shopee bên mình, có đầy đủ các mẫu để các bạn lựa chọn. Đấy ạ. Lấy nét vào cái chỗ này thì đấy, các bạn nhìn thấy ạ. Thì nó là đính đá cho nên nhìn sẽ không bao giờ rất là khó nhìn để nét được vào cái hòn đá này các bạn nhé. Đấy ạ. Mình sẽ lấy nét. Không biết các bạn nhìn có rõ không, nhưng mà thực tế ra là rất là đẹp. Nhìn bên ngoài thì nó đẹp hơn trên trên video. Đây ạ. Phía sau nó không đính đá thì nhìn rất là rõ, nhưng mà phía trước đính đá thì nhìn hơi khó các bạn nhé. Thông cảm cho mình. Đó. Ok. Các bạn quan tâm đến sản phẩm vui lòng đặt hàng trên Shopee. Link đặt hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video các bạn nhé. Các bạn chỉ cần lên Shopee đặt hàng. Còn mọi chuyện để bên mình lo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.